Đỗ Quốc Hiền kính chào quý vị, lúc này là buổi tối ngày 31 tháng 7 năm 2017 và chúng tôi đang quay tại tầng tầng 3 phía trước của khu B, vì là mấy hôm rồi là cũng có một bác khách hàng bác có hỏi về mấy chiếc giường gỗ cũ, thì tôi có thông báo là ở Đỗ Quốc Hiền thì hiện đang còn độ mười mấy cái chiếc giường gỗ cũ mà lòng là 1m6 x 2m. Thì đây là chiếc giường mang tên là Maria. Thì đây là một trong những cái mẫu của Pháp, của Ý gì đó, tức là đặc mẫu của châu Âu, chúng tôi chép lại thì với cái hình thức rất là điệu đà, cả đầu cao đầu thấp, và do là cái điều kiện là chiếc giường thì rất cồng kềnh cho nên ít khi được lắp lên và đa số được để ở dạng như thế này. Và chiếc giường này thì đầu và đuôi và hai thành là gỗ gụ, còn thì cái mặt thì sẽ là gỗ phay. Chúng cũng báo cáo được quý vị nắm được thế. Và chiếc giường này 1m6 thì đang còn 2 chiếc, ngoài ra các cái mẫu khác nữa thì vẫn đang còn. Tổng cộng tại gàng là những chiếc 1m6 bằng gỗ vụ đang có độ chục chiếc. Xin quý vị liên lạc với Đồ Gỗ Đức Hiền theo cái số thứ nhất đăng ký Facebook là 0984666999, và số thứ hai là số đăng ký Viber Zalo là 0967666111. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính mời quý vị bớt chút thời gian về tham quan mua sắm tại ba khu ABC của Đức Hiền tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tạm biệt quý vị.